Và đây là cái center của dàn Samsung 5.1, Samsung HT X250. Center rất là đẹp, phải nói là rất là đẹp, ngôn ngữ thiết kế rất đẹp. Nó có cái thiết kế bầu bầu và hình cánh quạt. Này, đó, hình cánh quạt, hình nó đúng hơn là giống như hình boomerang vậy đó. Đó. Ở giữa cái e căng này có cái rãnh. Các bạn có thể thấy là cái đây cái rãnh nè. Đó. Cái rãnh. Cái e căng này khó tháo lắm. Nếu mình tháo được là mình đã tháo rồi. Tháo cho các bạn xem loa. Nhưng mà nó cứng lắm. Mình sợ tháo ra rồi nó sẽ bị tổn thương, cho nên không có tháo. Xe này nặng 1,5 kg. Hai loa, mình đoán là hai loa, hai đường tiếng. Mình nghĩ đây là một cái loa chép. Và cái loa này rất là dài. Loa này rất dài, dài một khúc thế này nè. Đó. Tại vì ở ngay cái lưới này nè, ngay cái căng này, nó có một cái miếng dán chia đôi. Chia đôi. Đó, chứ không phải là do cái loa thế này đâu. Loa nó dài. Loa nó là một khối dài thế này nè. Cái này nè, cái này là do cái e căng nó che lại thôi. Mặt lưới che lại thôi. Chứ cái loa rất là dài, cũ loa rất dài. Đó. Đây là cái bộ của nó. Samsung HT X250. Đó. Rồi. Thực tế nè. Cái đầu 5.1 cũng rất là đẹp. Nó cũng hình cánh quạt. Ở giữa có một cái khe rãnh. Đó. Rồi, đây là thông số kỹ thuật của nó. Front center rear là có cùng thông số hết. Bao ohm 150Hz cho tới 20Hz. Độ nhạy là 86dB. Công suất là 100W. Maximum là 200W. Và cái center nặng là 3,1 kg, 3,1 pound. Tương đương là 1 kg, 1,4 kg, gần 1,5 kg đó. Đó. Đây mình xem lại nha. Và cái model của nó. Đây. Cái center này nó có thuộc hai dàn. Một cái là X250, một cái là TX250. Rồi. Mình nghe chút xíu âm thanh ha. Âm thanh chắc chắn sẽ rất hay. Đây, mình nghe bài. Chép đến rất sáng các bạn. Chép rất sáng luôn. Đó. Chép rất hay. Cái loa nhìn đẹp quá. Rồi.
thôi. Giờ trong tim tôi, màu hồng không phai phôi, xuân qua hè tới.